Tiếp cái cảnh xin chào cả nhà yêu mến cái cảnh nhá. Hôm nay Tiếp cái cảnh tiếp tục chia sẻ một cái cây rất là đặc biệt, đó là cây đề trắng hay còn gọi là cây sạ nghiến Lạng Sơn. Cây này đang ở đất Hữu Lũng Lạng Sơn nhé. Về tuổi đời của nó thì được khai thác trên núi thì nó rất là già, và đặc biệt cây này nó rất là đẹp nên mình sẽ chia sẻ. Vừa cổ thụ nhưng lại rất là bonsai, u cục rất nhiều mà rất uốn lượn. Cái cây này là cây nó chỉ ra hoa vào mùa hè nhé, 3 tháng mùa hè đỏ rực lên, rất là đặc biệt. Đấy, các bạn biết này. Các bạn mà muốn tìm hiểu cây này cứ vào Google có cây sạ nghiến hoặc là cây đề trắng. Đấy, thì các bạn thấy cái vẻ đẹp của nó là tuyệt vời. Đấy, cây này thì cao khoảng 3 mét. Mình vừa đo rồi, 3 mét, tán 2 mét rưỡi. Đấy, các bạn nhìn tổng thể cây này. Các bạn nhìn này. Bẹ gốc thì rất là đẹp này. Đấy, cây này. Đấy, nó uốn lượn rất nghệ thuật nhé. Đấy, làm ôn luyện này, cây sạ nghiến mà nó già như này mà còn rất lắc lẻo rồi, rất bonsai dẻo lắm. Đấy, các bạn nhìn này, chân bẹ này. Già già thì không tính tuổi được, có khi vài trăm năm này. Cây sạ nghiến không thể tính tuổi được, nó quá già để y mọc này. Đấy. Đấy, thường nó bonsai ấy, gốc nó xù xì, nó un cục, nó có những cây tử chùm tử đấy, gọi bạn sai cổ thụ chứ là nó già đó. Đấy, các bạn nhìn đây. Đấy, cái vanh dưới bệ gốc, các bạn nhìn bệ đẹp chưa, vanh dưới bệ gốc là 160. Đấy, vanh chỗ bệ gốc dưới này 160, vanh chỗ này là 100. Các bạn nhìn này, nó dẻo chưa này, với lại trông kiểu uốn như chữ ti hay chữ tâm ấy. Tay quảnh nó rất dẻo già nhá, anh ấy làm tán rất cẩn thận rồi, dẻo lắm. Đấy, đây các bạn, u cục đẹp thế này. Đấy, gốc nó chân đế bẹ là rất đẹp. Đấy, bẹ ba chữ. Đấy, trông nó dài này. Đây, chân bẹ nó ra này. Này, cho này. Chậu thật to. Phải trồng đất được, trồng mà bồn. Đẹp đấy. Đấy, mình sẽ lấy đứng xa xa để lấy tổng thể của cây nhá. Đấy, hôm nay mình chia sẻ rất là chi tiết một cây sạ nghiến, cây đề trắng. Đấy, cây này ở Hữu Lũng Lạng Sơn. Cái số điện thoại của mình là 0989 389811. Đấy, bạn nào thích thì cứ liên hệ trực tiếp. Cây này là cây đấy, ở miền núi thì trên này thì cây rất là có sẵn. Thế nhưng mà nếu các nhà vườn ở dưới xuôi thành phố thì có thể là sưu tầm một cây này để coi như nó đa dạng trong cái bộ sưu tập cây cảnh của mình, đặc biệt là cây sạ nghiến. Cây này về về tuổi, về độ đẹp, độ hoa, độ uốn lượn thì nó đầy đủ hết rồi, giá cả rất hợp lý. Cây này báo giá 10 triệu nhé. Đấy. Ok, tiếp cái cảnh xin chào nhá, đăng ký ủng hộ kênh mình nhá. Mình luôn luôn chia sẻ những cây độc quý hiếm và sẽ liên lạc giao lưu trực tiếp với người bán và người mua thì nó rất là rẻ, giá thành hợp lý nhá, nên là đăng ký kênh ủng hộ mình.